Hello, lâu lắm mua đồ này đẹp quá à. Mua nhiều. Thằng bé nữa. Hả? Làm ở sầm lá đó. ai bỏ ra lụm gì? Ai bỏ? Vậy hả? Vậy đó hả? Ừ, đẹp chứ bộ. Đẹp. Ở đâu vừa hính luôn trời. Ở đâu mà vừa hính luôn vậy? Thôi quay tôi không tin đâu, này chắc mua quá ông nội ơi. Rồi 5.000 uống tới ngày mai chưa hết nữa. Vậy đó. Rồi ok, vậy tốt, giỏi. Quá dữ rồi, bữa nay da chai nhiều quá nhiều ha. Rồi mấy ngày nay cơm nước sao? Đủ ăn dư xài. Đủ ăn dư xài ha. Có dư không? Có dư không? Cho vài ngàn thôi. Dư trời. Rồi. Ở trên cái tủ của người ta gớt. Tổng tổng rồi kiếm cái gì gớt gì. Đâu vậy? Tôi đi một tuần rồi ai nhiêu? Vậy hả? Ở đâu ra vậy? Này, ở đâu? Nè lại coi luôn nha. Đen trộm cô ta. Ờ, nói linh tinh nữa. Trời ơi, đâu dữ thần vậy? Trời ơi, đâu mà lụng nguyên phùng đồ ăn chứ vậy? Quá chừng luôn rồi. Phùng đồ ăn luôn. Dữ thiệt. Ở đâu lụm mua đồ này đẹp quá à? Mua nhiều. Thằng bé nữa. Hả? Làm ở sầm lá đó. ai bỏ ra lụm gì? Ai bỏ? Vậy hả? Vậy đó hả? Rồi. Ừ, đẹp chứ bộ. Đẹp. Ở đâu vừa hính luôn trời. Ở đâu mà vừa hính luôn vậy? Thôi quay tôi không tin đâu, này chắc mua quá ông nội ơi. Đồng đó là vừa với chạy luôn chứ bộ. Quá dữ rồi. Dáng đứng kìa. Dáng đứng của người phụ nữ của nào nè. Không mà chỗ này mát ha. Gió nó chạy xuống theo cái hướng xe chạy gió mát. Ở bên đây nó cũng còn cái chỗ trống nè. Ở đâu? Phải phải có cái xe mà. Ai cho vô đó mà ngồi? Không có này nè. Ai cho? Không không. Đây nè, nữa kìa. Trời ơi. Thấy chưa? Ai cho thuê, nhà cho thuê mặt bằng. Ừ. Chỗ này người ta chưa có được mặt bằng nên người ta cho mình ở. Ừ. Chừng nào có người lại thuê mặt bằng thì mình đi. Vậy hả? Mà cái người mà lại thuê mặt bằng thì phải bồi thường cho tôi mới đi. Rồi kiểu này nó chắc khó quá. Linh tinh lang thang nữa kìa. Mệt nữa à. Ra đón xe hả? Ra với cái hiệu là đón xe đó, xin quá gian đó. Đó. Đâu làm lại coi. Trời ơi. Kiểu này mới nữa nha, đúng quá gian kìa, ghê chưa? Rồi, quá dữ. Quá dữ, quá dữ. Đẹp mà ngày càng tiến bộ thêm không? Thôi như lên đây mấy ngày nay không ai làm phiền mình phải không? Có ông lên ông làm phiền người ta. Tôi lên đây tôi làm phiền gì, tôi mới ghé bữa nay mà làm phiền gì? Mấy ngày nay tôi không biết chị ở đâu luôn nữa thiệt. Nhờ em gái hứa nó thấy chị trên đây nè. Rồi em gái nó chỉ là nó chị đẹp ở trên đây nè. Đêm nào mà nó không đi ngang. Vậy hả? Đêm nào hứa cũng ghé cho đồ nữa nè. Có đâu. Đi ngang thôi mà nó đi về đâu. Dạ. Yeah. Trời ơi. Đứng làm kiểu nữa kìa. Đâu làm lại kiểu đó coi. Thôi đi trả làm lại đi. Làm lại coi. Chụp bó hình ơi. Giống như cổng trời vậy ha. Đó. Ừ đó, dữ vô. Làm duyên làm dáng luôn không? Thấy chị đẹp ghê chưa? Gì? Sao? Đang thu đồ lùi thì trời chuyển mưa chứ gì? Không phải đâu, cái xương sườn của ai thì đang thu đồ lùi. Cái gì?
đâu. Hồi nãy ông chở bé Gia Lạc phải không? Đúng rồi. Hay cho con đi lấy giấy số á. Vậy. Ừ. Hai bé Gia Lạc với cưng nè. Ừ. Kiếm ông đẻ cho ông đục đi. 5 ngàn. Nghe em tìm tự. Ốm đẹp vậy nè. Gì? Phải có tiền đi trứng nè. Cái gì? Phải có tiền đi ăn trứng. Trứng đâu ở đây? Trứng phải đi về dưới khu vực dưới mới có trứng. Dưới đây làm gì có trứng? Thì đó. Cái nãy gì dưới đi, đi hoàng hoàng đi kiếm dưới kia phải ngủ. Trời ơi, đi xuống dưới cái bắt đầu bị đuổi nữa thôi. Đuổi gì? Không có ở yên một chỗ. Cũng như nay mình ngủ chỗ này, mai mình ngủ chỗ kia. Người ta không có đuổi, còn mình ở chỗ nào mình ở liền chỗ là không có được. Về cho đốc nữa. Cho đốc nữa. Về thôi cứ về. Không. Vậy đó, ở chỗ này mai ngủ chỗ này, mốt ngủ chỗ kia, tao không nói mình. Còn mình lủi lại một chỗ mình nằm hoài á. Thấy hôm nay ngủ bằng cây xăng có ai nói không? Tự nhiên lủi qua bên kia, chi qua bên kia cái ngay xăng cái nhà người ta cho thuê nữa. Đó. Chứ biết sao không? Đôi khi hay nói chuyện mà ba cái kia bậy bạ đó. Làm cho người ta để ý, mình không có mà mình nói vậy vô tình ta để ý. Sợ. Ở đằng đó rồi. Gì? Ở đằng đó. Ở đằng đó không có chỗ nào ở được hết trơn á. Chỉ ở đây thôi là giống ở đâu á. Đó rồi. Đó là ở đâu? Đó. Ừ. Đó là ở đâu? Đó. Rồi. Cái này của ai vậy? Của châu bảo. Trời ơi, cơm không kìa. Dạ, cơm không kìa. Nó đâu ra vậy? Ta cho hả? Sao hết, nó hôi thiêu hết rồi. Cảm ơn cái nhà đã cho tao liêm lai nha. Ở trên đây mát thiệt. Dạ con kính chào cô Gia Bảo nha. Dạ cảm ơn đã cho like à. Trên đây không ai làm phiền mình ha. Ngủ yên ổn yên ấm. Rồi vậy đồ ăn ai cho? Mấy người ở đây đã có cho đồ ăn không? Đã nói đi làm thùng rác mà ai đồn cho á. Vậy hả? Vậy là đâu có bằng cái khu vực dưới rồi. Ở dưới rồi có người đi ngang cho đồ ăn đồ. Nhưng mà ở đây không bằng châu đốc. Châu đốc đồ ăn nhiều lắm. Vậy hả? Đồ ăn gì nhiều? Vô chợ là đi ra vô là ta cho một con cá, một con cá. Trời Phật ơi. Cho người con cá luôn. Cho bỏ ngại luôn. Trời ơi. Ừ. Có không? Có. Ai không ai cho ăn hết. Phật ơi. Đồ tao mua bằng tiền không ai đâu cho hoài người con cá trời. Mặt ơi. Linh tinh cho đốc cho người con cá, người con cá. Cá đâu cho người con cá. Mát quá trời mát luôn. Thôi đi vô trong ngồi đi, đừng đứng đó nữa, đứng đó hồi nó tưởng đâu là đứng muốn cột á, đi đi. Thôi đứng đây đi, bắt gì dữ vậy? Dạ, đứng cho mát hay gì? Ông kêu tôi vô đó làm gì? Hai đứa ngồi nói chuyện. Không, đứng ở đây kìa. Cái là như không có đó rồi kìa. Ai làm gì đuổi? Hả? Có ai làm gì đâu. Sợ. Đẹp giờ nghe nói tới mấy anh áo xanh là giờ chị đẹp ớt chứ lắm. Ôi. Thôi nếu ở trên đây mà yên ổn thì cứ ngủ ở đây bình thường đi. Ban ngày đó ta đi tới đi lui đừng ở chỗ. Giống như... Mà ông cũng vô duyên thiệt, từ nào giờ tôi đâu có biết ông đâu mà sao ông đi theo tôi cũng chuyện rồi sao. Từ nào giờ đâu biết tôi à. Đâu nhìn kỹ coi biết không? Không. Bắt tay lại cái nữa rồi. Thôi khỏi đi. Vậy là hết tình bạn rồi phải không? Không. Kỳ trời. Mới nãy còn vui vẻ, giờ cho hết tình bạn rồi trời. Cho hết tình bạn rồi ta. Nãy còn kêu bắt tay đồ vui vẻ đồ. Mới đưa tiền muốn đá cho uống, mới đưa giấy số, bây giờ tự nhiên chuyển vậy hệ. Chứ chút mà ông có bắt cúm tôi không? Phải bắt rồi. Ờ, con cúm tôi mua bằng gì? Mua hay người ta cho? Con cúm tôi mua bằng gì? Mua bằng giấy số. Ờ, giấy số là gì?
vé số là vé số. Rồi có ra tiền không? Cũng là vé số. Thì tôi cũng đổi là bằng vé số vậy. Ừ. Ghét quá đen rồi chị đẹp ơi. Đen quá đen rồi. Ờ đó. Ừ. Ông nghĩ coi. Vô trung tâm á ở không ngồi ăn thôi à. Ừ. Ừ đúng không? Ừ đúng. Ừ. Mà có hết trơn á, có cho ở không ngồi ăn hết trơn cũng phải làm cái này cái kia cái nọ chứ. Có làm đâu. Hả? Không, không có làm. Phải không? Không chứ đâu có làm. Không làm gì vậy hả? Ừ. Không có ăn rồi mà. Vô chồng ở bao lâu? Thì ở nửa năm đó. Thì giờ có đưa vô chắc cũng vậy đó. Nó đưa vô cũng vậy. Sao hồi nãy đó nó không chịu đưa ta? Hai thằng nãy á. Thôi à, hên xui à, đừng nói khơi khơi à. Mai lại người ta lại ta kiếm rồi cứ bắt đầu cái đổ thừa tôi nữa đi. Ừ. Đó, cũng mình không à. Đúng rồi, chị đẹp này đen quá cả nhà. Đó, có người bình thường mà nói gì không? Muốn được đưa đi không à? Công nhận bộ đồ đẹp thiệt, xúc xích luôn trời. Trời ơi. Ê, giảm cân lên đi. Giảm cân đi, mua cho mấy bộ đẹp 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 mặc. Thôi đừng mua. Sao vậy? Mua tôi lại cũng vậy à. Sao vậy? Mua đâu có mặc được đâu mà mặc. Thì chẳng thà để tôi lụm tôi mặc vậy phải không? Ừ. Thích gì mà. Vậy chứ đồ tôi mà nó tối nó cởi ra nó mặc rồi nó. Ê, gáo đẹp á. Kêu gợi ghê luôn trời. Công nhận đâu mà vừa hính luôn trời. Chợ không thích gáo này sao rồi? Chợ không có kêu lên vậy. Không. Tính mua tặng cho bà thêm bộ nè. Tặng để vợ mặc đi. Sao vậy? Lòng tốt của em mà sao nói kỳ vậy chị đẹp? Cái lòng tốt ở đây sao không cần. Cần mấy nhỏ bán cháu lòng á. Vậy hả? Sao địa bên cháu lòng là sao? Đâu có đâu. Ủa? Đừng đâu? Không thấy. Quá trời. Ngầu lên đó, ngầu lên đó. Tèo, 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 tèo. Không mới đưa là nước liền rồi. Thôi giờ tôi biết gì nè, mai mốt tôi sẽ đổi cái cách tôi làm để không ai biết gì đẹp ở đâu hết. Chị tôi đến tôi thăm cái tôi đi về thôi ha. Tôi sẽ đổi lại cách tôi làm. Thì cách tôi làm sao rồi mai mốt từ từ sẽ biết nha. Nói chung là không nói. Ok không? Ai đâu? Ông chỉ lợi gần tôi thôi là cả thế giới người ta đều biết rồi. Trời. À, nhưng mà cái gì cái tối là tôi không có leo lên mình nè nghe. Tôi không biết ông có leo hay không là cái đó quyền chủ quyền của ông lên cộng đồng mạng ông coi đi. Trời bà ơi. Bởi vì tôi kêu đừng lên nữa gần tôi. Trời bà ơi, tự nhiên rồi đó tụi tôi leo lên người trời. À, ông với vợ ông leo lên mình tôi á. À, ông ẩm con vợ. Bà nói y gan như thiệt đi trời. Trời trời. Quá trời. Alo alo, nghe 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 cưng ơi. Ơi trời. Mỗi lần ngủ là tôi lại hả? Trời ơi. Sao mà tôi làm khổ chị đẹp hoài vậy ta? Mỗi lần ngủ là tôi leo lên tôi ngồi à. Mà đâu phải riêng một mình tôi. Mà ai ông cũng như vậy hết trơn. Ai ông cũng ẩm cũng chờ ông lên chứ. Bỏ thật. Chết luôn rồi, cô bác mà nghe nhiều khi. Trời ơi, trời. Bắn cướp về lại đây. Sao kỳ đuổi hoài trời. Có mấy ngày nay không gặp, tao gặp đi tao mừng muốn chết, tao muốn nói chuyện cho lâu lâu. Nói vậy mai mốt buổi tối ngủ tôi không dám lại gần rồi. Từ 8 giờ là tôi không dám lại rồi đó. Để thôi mất công mày nói tôi nữa. Ơi.
dáng đứng kìa, dáng đứng của nàng Kiều năm nào kìa. Ơi thằng gì vậy này, với mẹ con của mà xấu xí á, sao nữa mẹ con mà đó thì sao, cũng tối thì gan vậy đó hả, cái nữa là nó chờ. Quá là khổ thiệt chứ. Nãy anh còn hai mấy ngày tiền lẻ là anh đưa dây đẹp hết rồi. Đứng đây đi, chút xíu có em gái nó chạy ngang nó cho 50 ngàn. Coi đâu đây đổi. Đổ máy đi qua lộ đổi giùm tôi đi. Đổi tờ này cho tôi, tờ 500 ngàn giùm tôi đi. Nè, đi đi. Bây giờ hiển hiển đây nè, đây nè. Qua quán cơm kìa. Quán cơm tôi đổi cho dễ. Ok. Anh kêu chị đẹp đi đổi, anh gửi luôn. Cảm ơn Lan Lan để cho chị đẹp nha. Quá rồi, chị đẹp kiếm quá nặng rồi cả nhà ơi. Thật ơi trời, nói gì không. Hôm hổm mày nói mình nên thanh liêm mà bây giờ thêm hai người lên đè luôn. Trời ơi, càng ngày cái thần kinh của chị đẹp nó mất ổn định, trầm trọng luôn. Đi bên lộ á quá nặng luôn rồi, bây giờ hết biết nói thì sao luôn, nó thiệt chứ. Đi kìa, ỉn kìa, đi kìa, không biết lụm đâu nữa cưng. Chị nói chị lụm ở trong cái thùng rác ở trên đây nè. Đi bên lộ kìa đó. Thì cô bác anh chị em nè, mai mốt là sau này chắc có thể là Thanh Liêm có quay chị đẹp là sẽ làm clip nguội nghe cả nhà. Thì một khi làm mấy cái clip mà like trực tiếp á là sẽ ảnh hưởng đến chị đẹp, cuộc sống chị đẹp. Cho nên là Thanh Liêm sẽ cố gắng chia sẻ cuộc sống của chị đẹp, làm clip nguội, quay rồi về chia sẻ lại cho cả nhà xem. Đó, mong cả nhà cũng thông cảm nghe. Chứ bây giờ cứ mà làm clip nóng hoài thì đi đến đâu là nói, chị nói đúng đó, ông á, ông là người phá tôi đó. Đó, tại vì bây giờ là hình như là cái kênh của mình đó đang bị quản lý rồi, đang bị quản lý, cho nên là cứ mỗi lần mà lúc nãy mình cũng sợ sợ đây nè, mới đây lên đây chút xíu đâu mà thấy mấy anh áo xanh chạy tới rồi, tôi nói tới nữa rồi, nên là mấy ảnh đi tuần tra thôi, đã cũng hết hồn chứ muốn cự mình nữa rồi đó. Đó thì cũng thấy mấy anh áo xanh mà ra nóng muốn cự mình nữa đó cả nhà. Trời ơi khổ thiệt. Rồi con cuốn đây, ngày mai về nhà con nha, ngày mai về nhà mới hết cuộc sống lang bạc rồi nghe con. Rồi đúng rồi, như cái hột bích lúc lắc nói mua bích mày ra mới có tiền thì đúng rồi, tỏi không có tiền. Lại giờ ở đây là nhiêu rồi, ai biết đâu mà ở bích mày hết rồi. Rồi bây giờ lấy nè 5 ngàn nữa nè, lấy 35 ngàn ra, 35 ngàn rồi đó. Rồi ok nha. Rồi cảm ơn em gái Lan Lan đi. Ok anh chị. Ừ, Thanh Liêm cũng cảm ơn em gái đã cho chị đẹp 50k. Rồi lấy bọc bỏ vô giùm đi tôi dài quay. Dạ đây. Bỏ vô
sau này thì Thanh Liêm sẽ chia sẻ clip nguội nha, cả nhà cũng thông cảm cho em nha. Thỉnh thoảng thì em sẽ like. Rồi, nhẹ nhẹ tay con. Trời ơi, xua đuổi gì, gì dữ vậy trời. Đuổi gì luôn á hả? Trời ơi, lấy tiền lấy đồ ăn xong đuổi nhỏ về nước một trời. Chị em tình nghĩa gì bao nhiêu năm nay kỳ cục trời. Ai tính ra hai đứa mình quen nhau bao lâu rồi đẹp, nhớ không? Nhớ không? Nó dài đây. Nhớ, nhớ cái lần đầu tiên là gặp là ở đâu kể thử coi. Trời ơi, biết rồi, đi chơi đi. Rồi nhìn cái bọc coi, tắt like coi, chào khán giả đi. Xin chào mấy bạn. Nè, nhìn vô máy ơi, nhìn vô máy ơi. Nhìn vô máy ơi. Vô ha, vô ổ mì ha. Có ổ mì ăn chịu ha. Ừ. Vậy nha. Ừ. Chúc ngủ ngon nha. Tối nay đừng thấy tôi đè nó nghe trời. Trời ơi trời, đây. Thánh thần thiên địa tối ngày cứ thấy tôi đè hoài à. Tôi ở đâu mà tôi lên đây tôi đè tôi cũng không biết nữa. Cứ nói nhỏ đè hoài. Rồi giờ Thanh Liêm xin phép được tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Chào các cô chú đẹp. Ok, bye. Nói chung là chị đẹp sợ bị mấy anh áo xanh. Tại vì Thanh Liêm bây giờ đi đến đâu là dễ bị cái kênh của anh bây giờ là hình như là đã bị sự kiểm tra. Đó, tại vì Thanh Liêm quen mấy người cơ nhở nhiều quá. Đó. Quen mấy người cơ nhở nhiều quá rồi cho nên nó rất là dễ bị người ta quản lý những người cơ nhở đó. Cho nên cũng thông cảm cho chị đẹp đi chứ không phải ý chị gì đâu. Chị không phải chi bơ chúng ta đâu, nhưng mà một phần là do chị sợ á. Cả nhà cũng thông cảm nha Lan Lan. Chị sợ á, sáng mai Thanh Liêm sẽ quay trở lại. Chào tạm biệt cả nhà nha.